xung quanh nhà và họ cảm thấy rất sợ hãi khi kiểm tra camera và nhìn thấy những đồ vật trong nhà dường như đã bị một thế lực vô hình nào đó lây nhiễm. Nhưng điều còn ấn lạnh hơn đã diễn ra ngay sau đó khi camera hướng về phía một căn phòng, thì lúc này từ bên trong căn phòng đó đã xuất hiện một hình dáng bí ẩn trông rất giống với một người. Còn trên mi mỗi khi